ở thành phố mà làm gì có những cái cảnh như này cả nhà, rất là mát luôn đấy nha. Rất là mát luôn, em rất là thích luôn. Đó, quán nước này. Đây là vàng bạc đá quý ngọc thẩm nè. Đây là trường tiểu học này cả nhà. Trường tiểu học trung học cơ sở Thới Sơn. Nên trường cũng rất là đẹp và rộng lớn ha. Nó trồng rất là nhiều hoa nè. Rất là đẹp luôn cả nhà. Rồi, thì là em đã đi tới đoạn cuối của khu này đây. Ở đây đang làm cái công trình gì á. Hello cả nhà, em xin chào cả nhà. Thì đầu video xin chúc cả nhà nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha. Hiện tại em đang ở khu vực của bến tre nè, để hướng dẫn lên cầu Rạch Miễu. Thì hôm nay em có dịp đi qua cầu Thới Sơn, sẽ chia sẻ đoạn đường khu vực cầu Thới Sơn cả nhà cùng xem. Hiện tại em đang trên quốc lộ 60 đường Võ Nguyên Giáp của tỉnh Bến Tre. Đây xa xa trước mặt chúng ta đó là cầu Rạch Miễu, còn hai bên đây là đi xuống khu lịch làng Bè nè. Hôm nay ngày thứ mà các xe đồ đổ về cũng rất là đông, những cái tour du lịch từ thành phố về ha. Ở đây cũng là một cái địa điểm bán tour du lịch miền Tây sông nước nè. Đây thì bà con ở đây nuôi bè cá nè. Thì hôm nay em mời cả nhà đi xuống cồn Thới Sơn, một trong những cái bốn cồn tứ linh của miền Tây, đó là cồn Long Lân Quy Phụng. Đây có lối dẫn đi xe máy xuống cồn Phụng đây cả nhà. Ai ở gần đây thì muốn đến di tích Ông Đạo Dừa thì cũng có thể đi bằng đường xe máy đó. Đây là lên cầu Rạch Miễu ha. Phía mặt xa chúng ta đó là cầu chính, cầu Dây Văn. Phía mặt xa là cầu Thới Sơn. Thì lượng khách lên cầu Rạch Miễu cũng không đông lắm. Rồi bây giờ em sẽ rẽ phải nè vào cồn Thới Sơn. Chúng ta sẽ có cái đường dẫn vào cồn Thới Sơn nè. Em mời cả nhà cùng đi với em nha. Đây, hôm nay cũng là lần thứ hai em tới cồn Thới Sơn này. Ở đây có một góc cầu Rạch Miễu rất là chiêu luôn nè. Nhìn họ cảnh còn gặp miễu ha. Đây có hotel Long Sơn, hotel này cũng mới xây dựng đây, rất là đẹp. Đây khu vực này ngắm cầu Rạch Miễu nè, rất là đẹp luôn cả nhà. Thì trên cầu Thới Sơn này nếu chúng ta quẹo phải thì có rất là nhiều khu du lịch ha, để các tour miền Tây sông nước. Rồi, hôm nay em sẽ mẹo lên mẹo cái này để chia sẻ con đường điểm bán vé cồn Thới Sơn, cồn Phụng này có nhiều xe điện nha, để đưa rước chúng ta.
này có một cái ngã ba nè, ngã ba này làm cái vòng xoay, buổi tối lên đèn cũng rất là đẹp luôn. Rồi em sẽ xã nông thôn mới Thái Sơn, rồi sẽ đi tiếp con đường này luôn. Đường này là đường đi thẳng lên tới ủy ban xã Thái Sơn, đây là cầu Cả Xích, được các gắn đèn led rồi ha, tạo mỹ quan đô thị vào buổi tối rất là đẹp. Đây nhà nghỉ, nhà nghỉ Sally Nguyễn. Đây em đang vào ấp văn hóa Thới Thuận của xã Thới Sơn, đây là khu vực của tỉnh Tiền Giang nha cả nhà. Đúng rồi, vào mùa mưa rồi, cây lá xanh tươi tốt nè. Hôm nay em cũng không có đi quay clip được cả nhà, do mưa quá, ngày mưa liên tục luôn. Hôm nay có hé nắng tí nè, em quên đi em quay em chia sẻ cùng với cả nhà. Này có cây xăng ha. Đây là một trong những cái bốn cồn mà có thể có đường cho xe tải vào được. Những cái cồn kia thì hắt những cái phà ha, thì chỉ có xe lôi đồ nhỏ vào được, như cồn Tăng Long. Đây là vàng bạc đá quý ngọc thẩm nè. Đây là nhà rất là đẹp luôn, rất là nổi bật giữa cái cồn Thái Sơn này luôn. Hoa đang nở nè, đẹp ghê không. Thì em sẽ chia sẻ đoạn chạy lên này cùng với cả nhà nha. Thì cái cồn này nó cũng rộng rộng nên em sẽ chia thành hai clip, một đoạn clip thì quay hướng lên, và hôm nào có dịp thì em sẽ chia sẻ đoạn từ cầu hướng cầu Đặc Nghĩa đó chạy xuống. Thì xuống này có nhiều khu du lịch, thì sinh thái, thì về miền Tây sông nước để chia sẻ cùng với cả nhà. Đây bà con bên đây thì cũng còn sống nhiều vào cây ăn trái nè, thì các chỗ nào mà gần sông thì sống vào lăng bè nuôi cá. Từ khi có cầu Đặc Miễu thì bắt nhịp xuống còn Thới Sơn này thì bà con có cuộc sống tốt hơn, nhà cửa xây cao ráo hơn ha. Đây chúng ta đi thấy ngắm cảnh cây hoa lá về miền Tây rất là đẹp, yên bình, không có nhộn nhịp ồn ào như thành phố hết cả nhà. Đây cũng có nhiều cái ngôi nhà trang trí cũng đẹp ha, vừa chỗ đó là quẹo vào trường tiểu học Thái Sơn, ở đây cũng có trường tiểu học nha. Theo như em biết thì tên kia cũng có tạm y tế, có ủy ban xã cũng đầy đủ. Thì em đi tới đâu thì em chia sẻ tới nhà cả nhà, thì chia sẻ cho những ai, những người xa quê nè, đi lâu năm, hay là những người đó từng có kỷ niệm ở khu vực Hồng Thới Sơn này, xã Thới Sơn này, thì xem lại hình ảnh nơi mình đã đến, mình đã ở, đã đổi mới như thế nào. Khu du lịch sinh thái Thới Sơn, Thới Sơn 1 cả nhà.
đây có con đường với cái hàng cây tre nè, mát rất là đẹp luôn, rất là mát luôn. Ở thành phố mà làm gì có những cái cảnh như này cả nhà, rất là mát luôn đấy nha, rất là mát luôn, thèm rất là thích luôn. Đó là quán nước nè, cà phê nè. Ở đây cũng có vài quán tạp hóa để bán phục vụ cho người dân xung quanh đây. Giờ em đã tới ấp văn hóa Thới Hòa. Ấp văn hóa Thới Hòa hay là bún bò Quế A Tùng. Đây là tới cái vực ngã ba ha. Đây khu vực này cũng rất là đông đúc nè, buôn bán hàng quán tạp hóa. Đây có những cây bạc ha, tạo bóng mát. Ở đây là ủy ban nhân dân xã Thới Sơn này cả nhà. Có một cầu ha, không biết tên cầu này, em không biết tên. Căng tin Thới Sơn này, chút tí xíu nữa em sẽ để lên đường này. Bây giờ em sẽ đi thẳng ra khu bến phà Thới Sơn qua bên Bình Đức của Châu Thành, Tiền Giang. Đây là trường tiểu học này cả nhà, trường tiểu học trung học cơ sở Thới Sơn. Một trường cũng rất là đẹp và rộng lớn ha. Tường cũng rất là đẹp rộng lớn luôn cả nhà, rất là khang trang ha. Các bạn học sinh đang tập thể dục trong đấy. Rồi, thì em sẽ đi tiếp tục ra còn ở bến phà. Đây thì khu vực đây là đền thờ liệt sĩ nè, nhà văn hóa Thới Sơn. Giờ thì em đã đi tới bến đò cả nhà. Đây là công an xã Thới Sơn. Vậy là địa điểm này là điểm mới, còn điểm ngay góc ngã ba nãy là ủy ban xã cũ. Đây khu vực này là chỗ của hợp tác xã. Trạm y tế xã Thới Sơn này. Đây, xã văn hóa bến phà Thới Sơn. Tới chúc mừng người nhà. Là khu vực của bến phà Thới Sơn ha, để đi qua Bình Đức, bên kia Châu Thành của Tiền Giang. Rồi, em sẽ tỏ lại một đoạn nè, để em đi thẳng lên tới cầu trên của xã Thới Sơn, Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ê,
xã Thới Sơn của thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang các nha. Đây là gần trường học, gần hợp tác xã. Đây là khu vực đông đúc, nhộn nhịp nhất của cồn Thới Sơn. Rồi bây giờ em sẽ quẹo phải luôn để đi lên đầu trên của xã Thới Sơn. Đây là tới khúc ấp văn hóa xã Thới Bình rồi nè. Cái hướng là xây dựng cầu Rạch Miễu 2 các nhà. Đây ngôi khu này có cái ngôi nhà Yến vừa mới vừa qua. Đường về ở miền Tây nha, hoa lá cây cỏ. Có chỗ chứa rác của khu vực này. Rồi giờ sẽ đi lên tới đầu tên luôn đó nha. Thì khu vực bên đây em chưa có dịp đến lần nào, thì em đi thì có những cái gì thì chia sẻ cái đấy, thì có gì sơ sót ông cả nhà thông cảm bỏ qua cho em nha. Bây giờ ông trời cũng bắt đầu âm u lại rồi nha. Giờ đi thấy những cái cây nó giống như là cây hoa sắc pháo á cả nhà. Em suy nghĩ nhưng không biết phải không. Cái đỏ đỏ mà nó rủ xuống đẹp quá. Cái bà con bên đây trồng cũng nhiều ha. Đây nhiều nhà cửa, nãy giờ thấy nhiều nhà cửa cũng khang trang. Kiểu nhà máy Thái ha. Cửa thì cửa kính. Đợi em mới đi ngang ấp văn hóa Thới Bình. Sống ở khu vực này bao phủ xung quanh đó là sông nước nên gió thổi lúc nào cũng mát hết cả nhà, không khí rất là dễ chịu. Có tới khu đường Đan này. Nó trồng rất là nhiều hoa nè.
rất là đẹp luôn cả nhà. Rồi, vậy là em đã đi tới đoạn cuối của khu này đây. À, ở đây đang làm cái công trình gì á. Đây đoạn đầu trên đó là tới bờ sông Tiền đó cả nhà. Đầu trên đó là bờ sông Tiền, ở đây chắc em nghĩ định làm khu du lịch gì hay gì nè. Có một cái cổng chào rất là lớn luôn. Rồi, bao quanh đó là sông Tiền. Các mấy anh đó chắc là cận thủ ra đó câu cá đó cả nhà. Rồi, đến đây em cũng xin cảm ơn cả nhà nha. Đã theo dõi xem video của em. Chúc cả nhà nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha. Hẹn cả nhà ở những video clip tiếp theo.